Lilabo và trà. Ở đây mình có Genoa 29, không phải là Matcha 26. Matcha 26 có lẽ là sẽ dành cho một cái dịp khác đi. Và lâu lắm rồi thì mới làm review nước hoa ở cái phân khúc cao cấp, đặc biệt là ở cái tầm của như kiểu giá của Lilabo. Chén hoa này thì mình không còn nhiều, còn tí ti đây. Mình cũng đang muốn cố gắng là tìm xem có một cái gốc nào to hơn tầm 40 ml để có thể cái thời tiết mà hơi lạnh lạnh hoặc là mưa mưa mình có thể xịt. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về Genoa 29 của Lilabo. Cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên thì Genoa 29 nằm ở trong cái phân khúc thường của Lilabo. Như các bạn đã biết thì Lilabo nó có hai phân khúc, đó là những cái bộ thường như này các bạn có thể mua ở tất cả các store của Lilabo trên thế giới, và chúng ta còn một bộ CT nữa mình đã review qua một con, đó là Gaiac 10, một trong những mùi hương mình có, một cái mùi mà chỉ sản xuất riêng cho Tokyo ở Nhật Bản, và đó là một cái mùi hương rất ngon. Và những cái mùi trong bộ CT đấy thì các bạn phải đến tháng 9 hàng năm thì các bạn mới có thể mua được ở những cái store khác trên thế giới. Còn ngoài tháng 9 ra thì các bạn muốn mua những cái mùi hương của bộ City các bạn phải đến trực tiếp thành phố đó. Thì đó là một cái điều mà mình muốn chia sẻ đến các bạn về Lilabo, cái phân khúc thường và phân khúc City. Bây giờ thì chúng ta đến ngay với phần mùi hương của em nó. Nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, Genoa 29 nó có rõ trà hay không và nó có sử dụng được vào cái thời tiết mùa hè hay không? Thì mình sẽ xin phép được trả lời từng vế. Em này là một cái mùi trà khá là rõ rệt, và đây là một cái mùi gồm hai cái nốt hương chính mà các bạn có thể nhận thấy ngay, đó là nét của sung và mùi cái nét đắng và khói chát chát của trà. Đấy là hai cái đầu tiên mà ngay khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy mùi hương này ấy, thì chỉ cần các bạn ngửi ở đầu vòi thôi thì các bạn nhận thấy cái mùi của sung cực kỳ là rõ ràng. Mùi của sung ở đây thì không phải là những cái mùi lá sung mà là những cái quả sung tươi mà các bạn cầm dao các bạn kiểu khía ra, nó sẽ ra những cái nước và nó ra một cái mùi rất đặc trưng của quả sung. Và cái nét tiếp theo mà mình ngửi được ở đây đó là mùi trà. Thì trà nó cũng có rất là nhiều hướng làm. Ngày xưa thì mình đã làm Minty Men, một cái mùi trà đi mát sữa ngọt ngọt, thì với mình thì Minty Men không quá rõ trà. Hay là mình đã làm Gulong Cha của Nissin thì lại là một cái mùi citrus cùng với cái nét trà tươi xanh nhiều hơn. Thì ở đây nó là một cái mùi trà đã được tráng qua một cái lớp nước sôi. Ông nào mà làm ở cái môi trường văn phòng hay là môi trường nhà nước ấy, các bạn sẽ thấy cái thói quen rất là quen thuộc của những anh em kiểu hơi đứng tuổi một tí, đó là uống nước trà vào uống nước chè buổi sáng. Thì đầu tiên người ta sẽ lấy một cái nhúm chè, nhúng chè, xong rồi cho vào cái ấm và rồi sẽ tráng qua một cái lớp nước sôi. Lúc này là cái lúc mà các bạn sẽ nhận thấy cái mùi khói của trà nó sẽ bốc lên cùng với cái mùi kiểu chát chát rất đặc trưng thơm của chè khô. Thì cái cảm giác ở Genoa 29 này khi mà mới xịt ra ấy, thì ngoài cái nét của sung ra các bạn nhận thấy đúng cái mùi khói trà hơi kiểu chát chát và hơi kiểu đắng đắng như vậy, nhưng mà đúng cái mùi thơm đặc trưng của trà. Và phải nói là đây là một cái mùi trà rất là rõ rệt và các bạn nhận thấy ngay từ ban đầu. Mùi hương này khi mà nó tồn tại ở trên da thì nó sẽ dần dần nó sẽ mix giữa mùi sung và mùi trà trở nên nhuần nhuyễn với nhau hơn. Lúc này thì các bạn sẽ không thể nhận thấy cái mùi sung quá rõ nữa, và cái nét đắng của trà nó cũng sẽ dịu bớt đi mà chỉ còn cái mùi khói trà thôi. Thì cái mùi hương này nó tồn tại như vậy trong khoảng tầm 3 tiếng ở trên da. Và khi mà dry down ấy của mùi hương này nó lên một cái bay mùi gỗ, và mình còn ngửi thấy cảm giác như kiểu có mùi của hoa hồng đằng sau. Nhưng mà cái mùi sung nó vẫn xuất hiện và xuyên suốt từ đầu tới cuối. Và cái nét trà ở đây thì nó làm cho cái mùi hương có phần hơi tối xuống, và mình thấy là cái khói trà cũng kéo cho cái mùi hương nó có một cái độ trầm nhất định. Và lúc này ấy, thì mình nhận thấy có bóng dáng của một chai nước hoa của Lilabo mình đã từng review xuất hiện ở đây, đó chính là Row 31. Nhưng mà nó có sự khác biệt, đó là ở Row 31 là mùi hồng và gỗ khô, ở đây thì là mùi hồng và gỗ kiểu ẩm ướt nhiều hơn và cái mùi thơm đặc trưng của sung nữa. Thì đấy là toàn bộ cái cảm nhận của mình khi mà mình mặc Genoa trong khoảng tầm 7 ngày trở lại đây, từ hôm mình bị Covid. Sau khi mình bị Covid thì mình đã sử dụng Genoa 29 rất là nhiều. Cái vế tiếp theo mà các bạn hỏi rằng là Genoa 29 thì có sử dụng được mùa hè hay không, thì mình nghĩ rằng là cái thời điểm, cái nhiệt độ đi, cái nhiệt độ chuẩn nhất để các bạn có thể xịt được Genoa 29 đó chính là những ngày sau mưa và có lẽ rằng là dưới 35 độ.
thì các bạn có thể xịt dầu noai chín là ok nhất. Và cái mùi hương này thực ra nó cũng có thể xài được mùa đông, nhưng mà mình có hai cái cảm giác là cái ngày mà mình cầm dầu noai chín này về và cũng là một ngày khá lạnh, thì mình có cảm giác là cái mùi này khi mà ở trên da mình vào những ngày trời lạnh ấy, thì có cảm giác cái nét của trà nó không lên rõ, nhưng mà vào những cái ngày mà trời mát hay là kiểu vừa mới mưa xong vào những ngày thời tiết mùa hè như nhiệt độ mà mình từng nói, thì cái nét trà nó lên rất là rõ mà mang lại một cái cảm giác rất là tĩnh. Nó không kiểu cảm mình có cảm giác là mùa đông nó không toát được tất cả cái nét đẹp của dầu noai 29. Mặc dù đây nếu như mà xài vào những ngày quá nóng thì dầu noai 29 lại khó chịu, nhưng mà em này thì mình thấy là các bạn cần lựa chọn những cái thời điểm thích hợp để sử dụng, chứ nó sẽ không phải là một cái mùi các bạn có thể wear được hàng ngày, xịt được hàng ngày. Đấy là một cái điều mà mình nhận ra sau khoảng tầm 7-8 ngày mà mình xịt dầu noai 29 cũng như là trước đây nữa. Thế còn độ bám tỏa của em nó như thế nào? Giờ nó 29 ở trên da mình lưu được khoảng tầm 6 đến 7 giờ. Đây là một cái con số nó khá hạn chế cho một cái vai mùi trà làm tối cùng với sung như này. Mình nghĩ là nó sẽ phải nhiều hơn. Nhưng mà qua mấy ngày mà thời tiết nhiệt độ tầm 30 cho đến 32 độ mình xịt thì nó trung bình được khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Nó chỉ tầm đấy thôi. Nhưng mà cái thời gian mà giờ nó 29 tồn tại ở trên da thì nó hiện diện rất là rõ rệt, có nghĩa là độ tỏa hương của nó rất rất tốt, nghĩa là lúc nào mình cũng có thể ngửi thấy, mà chỉ cần mình xịt vào tay, mình chỉ cần cua cái tay nhẹ như này là mình có thể hoàn toàn ngửi thấy mùi của dầu noai 29 rồi. Thì đấy là một cái điều mà các bạn cần biết. Chắc chắn là vào mùa đông thì khi mà nhiệt độ thấp thì cái độ tỏa hương của nó cũng sẽ giảm đi, nhưng mà cái độ lưu nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là dầu noai 29 nó sẽ đẹp nhất vào những cái ngày trời mát mẻ một xíu, hoặc là vào những ngày trời nó không quá nóng, thì các bạn xịt dầu noai 29 các bạn thấy hết được nét đẹp cũng như là về cái độ tỏa và độ lưu hương của dầu noai 29. Như vừa rồi mình có nói rằng dầu noai 29 các bạn cần chọn thời điểm thích hợp. Tại sao lại là như vậy? Tại sao mùi hương này không quay được hàng ngày? Tại vì với cá nhân mình ấy, dầu noai 29 nó mang tới một cái hình ảnh, một cái không gian, đó là nếu như mình có một căn chung cư, mình có một cái ban công rộng thì dầu noai 29 nó sẽ xịt phù hợp nhất vào những buổi sáng khoảng tầm 7-8 giờ, khi mà vừa mới ăn sáng xong mình có thể ngồi cái ban công đấy ngồi trò chuyện. Các bạn có thể trò chuyện với em trai hay là với những người kiểu cùng là đàn ông với nhau, cùng giới với nhau mà các bạn có thể dễ dàng tâm sự, hay là vào những ngày trời mưa kiểu ngồi ngắm mưa chiêu chiêu, xong rồi kiểu cuộc sống nó hơi kiểu deep deep một tí, nó hơi kiểu chậm chậm một tí. Cái mùi hương này ấy, mình có cảm giác là nó khá là đồng điệu với chai Uncle Noir của nhà Lalique. Nó mang tới cùng với một cái vai, một cái hình ảnh như vậy, nhưng mà chỉ là ở Uncle Noir nó có nét buồn hơn, còn ở Zono 29 thì nó lại có cái nét tĩnh nhiều hơn. Nghĩa là mùi hương này mà để cho các bạn kiểu các bạn ngồi thiền hay là các bạn tập yoga các thứ, hay là vào những ngày trời mưa mà các bạn muốn kiểu cái cuộc sống của bạn nó chậm lại sau quá là nhiều những cái ngày mà chúng ta vất vả, chúng ta kiểu xô bồ, chúng ta kiểu gọi là cạnh tranh ở ngoài kia, thì giờ noai 29 nó như kiểu là một cái làn gió để các bạn có thể refresh bản thân, bạn có thể cảm thấy rằng là mình có những cái điểm dừng, những cái điểm chững lại hay là những cái nốt trầm ở trong cuộc sống của bạn, để bạn có thể nhìn mọi thứ nó chậm hơn, rõ rệt hơn. Đặc biệt là em này, như vẫn mình chia sẻ, mình xịt vào những cái hôm mà sau khi mình bị Covid. Thì sau khi mà mình bị Covid ấy, thì mình có một cái là mình khá là chán, mình khá là nản với tất cả mọi thứ. Thường thường ấy, mình là một người rất là tích cực, nên là khi trước khi mình like hay là mình quay video ấy, mình luôn luôn tạo cho mình một cảm giác nó thoải mái nhất để có thể ngồi chia sẻ với các bạn, để mang lại cho các bạn những cái giờ phút vui vẻ, những cái giờ phút kiểu tích cực. Nhưng mà khi mà mình bị Covid xong, mình rất là hoang mang về cái công việc của mình làm, không biết là lựa chọn của mình có đúng không. Tại vì nếu mà để nhìn lại thì hơn 3 năm rồi mà mình mới chỉ có 30.000 sub. Rồi thực sự những cái mà mình nhận được khi mà mình đã bỏ khá nhiều công sức ra đầu tư vào cái đam mê này, thì mình thấy là cảm giác lúc ấy nó không được thỏa công sức ấy. Thì mình đã xịt dầu noai 29. Và mình nghĩ rằng là nếu như những bạn nào thực sự yêu hương thì các bạn sẽ có những cái mùi hương riêng để có thể xịt vào những lúc buồn, để có thể cải thiện cảm xúc, hay là có những cái mùi hương nó sẽ gọi là đồng điệu với bạn, nó như kiểu những người bạn để các bạn có thể gọi là bản thân mình, là chính mình, chứ các bạn không phải gồng gánh, các bạn không phải cố gắng khỏe
tỏ ra mạnh mẽ làm cái gì cả. Thì Genoa 29 là một trong những cái mùi hương mà mình xịt khá là nhiều sau khi mình bị Covid, và thực sự nó đã giúp mình một phần nào đó cải thiện tâm trạng tốt hơn để có thể quay được nhiều video hơn. Và đây cũng là cái lý do mà mình nghĩ rằng là Genoa 29 nó sẽ phù hợp vào những cái dịp đặc biệt hơn, những cái dịp không phải là những cái dịp mà chúng ta đi chơi, mà là những cái lúc mà chúng ta cần một cái không gian yên tĩnh, hay là những người đàn ông cầm những cái không gian để có thể suy nghĩ lại những cái quyết định, hay là đưa ra những cái kế hoạch cho tương lai. Thì Genoa 29 thực sự đã giúp mình rất là nhiều. Đây là cái câu chuyện mình muốn chia sẻ với các bạn sau khi mình bị hậu Covid. Sau này thì mình sẽ cố gắng làm thêm một cái list những mùi trà nữa, và để cho cái video list trà nó không bị quá là dài, không bị quá là miên man. Tại vì gần đây mình review ở trên mảng YouTube này, các bạn thấy là video nó khá là dài, nhưng mà đó là những cái mà mình càng ngày khi mà mình càng làm hương, mình càng ngửi nhiều, thì mình thấy rằng là có những thứ mình muốn chia sẻ rất là nhiều với các bạn, nhưng mà mình sợ các bạn xem nó bị chán. Thì trước tiên mình sẽ làm review Genoa 29, và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ làm 5 mùi trà mà mình hay ngửi trong cái thời gian gần đây. Và nếu như các bạn thấy chủ đề này hay thì các bạn nhớ like, share cái video này, và muốn mình làm những mùi trà nào thì hãy cứ bình luận ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn lại. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe một cái buổi tâm sự và review mùi hương Genoa 29 này.